sạt lở đèo Hải Vân, tạm dừng phương tiện lưu thông. Trận mưa lớn trưa nay 13 tháng 10 khiến ta luy đèo Hải Vân, đoạn địa phận Đà Nẵng sạt lở. Hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường. Lực lượng chức năng đã phong tỏa, cấm người và phương tiện lên đèo. Ngày 13 tháng 10, Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1, khu quản lý Đường bộ 3 cho biết ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến ta luy dương đèo Hải Vân, địa phận Đà Nẵng tại km 905 cộng 600 bị sạt lở. Tại thời điểm sạt lở, đất đá cùng bùn đất tràn xuống mặt đường kéo theo hệ thống khung sắt gia cố ta luy dương đổ sập gây ách tắc hoàn toàn. Theo quan sát, điểm sạt lở này chính là vị trí bị sạt lở do mưa bão vào năm 2022. Các đơn vị chức năng đang điều động phương tiện chuyên dụng chờ ngớt mưa sẽ tổ chức dọn dẹp. khối lượng sạt lở vẫn chưa được thống kê cụ thể. Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an Đà Nẵng cắt cửa lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, không cho người và phương tiện lên đèo Hải Vân. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa Thiên Huế cũng tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện lên đèo từ phía bắc.